mọi người nha. Thì lần này kênh Thư Vọng Miền Tây tiếp tục về với ông Tà ở tỉnh Biên, và lần này thì mình đến để mà mình cúng ông Tà nha bà con. Nhưng mà bà con theo mình để khám phá và quay ông Tà nha. Thường mấy ông Tà ở đâu cũng vậy, thường là các linh thiêng. Khi mà mình quay á, hôm nay mình sẽ làm quay để cái nhang lên cho ông Tà quay cho bà con coi luôn. À, có nghĩa là mấy anh em muốn thử độ linh thiêng của ông Tà Nổi này, để anh làm như thế nào thì anh sẽ làm cho mọi người xem nha. Mình thì không có rành mấy gì mềm lắm. Anh Tùng đang làm cho cái nhang quay. Do ở đây gió Gió rất là lớn nha. gió mà cái gió thổi nó cao luôn. Ở đây cái chén úp ngược lại được không? Thường là để ở trên đỉnh của ông á, ông mới 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 linh nhiều. Rồi để cái miệng để trên nó, phía trên á, là lên gì là leo lên trên lên hả? trên luôn. Bây giờ mình tiếp tục lên Nếu trên ông nha. có lên thì ông quay vòng vòng cho con coi. Mô Phật à, mô Phật à, ông nói linh thiêng là ông quay liền tới, quay quay cái để nữa đây ông ông Tà ơi, quay quay cho con coi cái quay nữa. quay được con Tà ơi. Nó gọi ông linh dữ lắm, nói rồi mà ông quay lại. Quay cho mấy con coi một cái nữa không Tà, quay một vòng nữa. Mình dữ lắm. Giờ mình sẽ để ở phía trên nha. Bây giờ để ở trên. Ông có linh thiêng thì ông quay cho tụi con xem. Quay vòng tròn. Tạ ông có linh thiêng thì ông quay một vòng cho mấy con coi nha ông Tạ. Để lên một lần nữa nghe bà con. Vậy là ông linh ba lắm. Anh em mình sinh thì ông mới xây. Giờ mình thấy dây lại. Kêu ổng là kêu tên ổng là ông tự động ông xây hả? Đó có linh ông xây với con coi ông Tà ơi. Tà ơi quay ông Tà ơi, quay từ con coi ông Tà ơi. Ông Tà lên thiền rồi quay quay từ con coi. Quay một vòng nữa cho mấy con ông Tà ơi. Tùy thôi, tùy cảm nghĩ của mọi người thôi.
ngon lành, tùy vào đánh giá của các bạn. Bây giờ mình xuống chứ không có nên đánh lớn quá, chỉ là kiểm tra sự linh thiêng của ông thôi. Này mình mấy nay mình tin tưởng nên sẽ xin số để xem ông có linh hay không. Các bạn nhớ mà may mắn của mỗi người nha. Như thế nào mình mới thấy được kết quả anh? Chút xíu nữa mình sẽ coi ở dưới phía dưới đít á, cho sẽ có hiện số lên cho mọi người mà đánh dưới đít của đứa thuốc hay gì. Đúng rồi. Không, bây giờ mình dở lên có thể coi trước được không? Coi trước cho mọi người thấy cái đầu thuốc trước được không? Được chứ, nhưng mà chưa có hiện đâu. Khi không, không hết. Ý mình phải cho họ thấy là đây này mọi người nha. Vẫn chưa có gì cả. Rồi qua bên đây nè. Đó, vẫn còn một cái đầu trắng nha. À, xây lại cái nữa coi, lại chưa có lấy mép được. Xây ở đó đừng để xa xa đi. Đây nha mọi người, vẫn trắng nha. Không hề có số gì cả. Đầu lọc vẫn trắng nha. Rồi chúng ta tiếp tục. Mỗi ngày mình ra video mới để gửi đến anh em và bà con nào có xa bờ thì được cơ hội may mắn nha. Ông bà bên đây thì chỉ cần hiện số cho những ai đang cần nha ông bà. Hôm nay mình xin ông tài nổi ở Chi Tôn nha bà con, ở núi Cô Tô. Ông tài này có một cái miệng rất là lớn, ông rất là linh thiêng. Ông đang hút thuốc. Ông lắc luôn kìa. Ông đang hút thuốc. Anh em tôi đang làm một cái màn mà sinh số. Clip chỉ mang tính chất giải trí thôi nha mọi người, không có tuyên truyền. Cái này mang tính chất giải trí vui nha. Các bạn thích thì xem, các bạn thích xem thì bấm ok. Cũng đừng nên chửi mấy anh em mình tội nghiệp nha. Mình thích thì xem, thích thì coi. Ai không tin thì có thể ra xem những clip khác. Kéo thuốc liên tục nha. Hết thiếu thuốc mới có xem được kết quả hay sao. Anh bạn, chú bạn. Rồi, chạy thiếu thuốc mất tiêu rồi. Rồi, thuốc lắng rồi. Chạy bánh kẹo rồi. Khoan, cái này giọng muốn bánh gì trời. Ê, xé bánh nãy giờ mới xé bánh rồi. Đúng rồi, xé bánh ra. Xé dài cái bánh nhộng đi. Xé dài cái bánh đi, bánh dài, bánh ngắn, xé đi. Cá miếng ăn luôn đi, cảm ơn cá miếng đi, ông ăn đi, tại đang đói bụng. Ăn đi mấy anh này, chứ ông không dám ăn đâu. Chăn chung với tàn. Ăn đi, ông không dám ăn đâu. Ăn không mấy anh dám ăn. Chung với ông miếng. Bảo. Lấy bánh tay cho anh. Phải ăn bánh nó, anh túng. Phải ăn bánh nó. Anh phải ăn bánh nó, tôi đưa anh nó. Tôi không dám, rời mắt khỏi điếu thuốc luôn. Anh với tay anh kéo cái thuốc nha mọi người. Mà còn nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ kênh Tài Lộc Tin Số của mình nha. Để hàng ngày mình ra video mới để gửi đến bà con nào có cái sự may mắn thì có được tài lộc nha.
Hôm nay mình xin số ông Tà nổi ở Chi Tôn nha bà con. Ông Tà rất là lớn, khổng lồ luôn. Được bà chị con chia sẻ là rất là linh thiêng. Mình để ý cái nhang nãy giờ là cháy có một cây thôi. Tắt rồi. Đây. Giờ mình sẽ xem kết quả nha bà con. Đây, có số nè. Có số chưa? Có số chưa? Số mấy? Cái này bà con coi trước đi nha. Nhìn ra chưa? Nhìn ra tôi nhận chưa? Nhìn ra đó. Số đâu? Thấy số gì không? Tôi hình như lấy số 1 á. Số 1. Số 1 hả? Ừ, nó thẳng 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 quay quay bên kia, quay bên kia. Bên kia tại đây nó bị che nắng, che nắng. Đứng lên coi, đứng lên. Che nắng lại, che nắng lại, che nắng lại. Để che. Bỏ vô mát mát này. Nha, hồi che nắng. Ừ đúng rồi. Hấp xuống đây. Đó. Số mấy đây trời? Ừ, số mấy không? Tôi có số đó mà không biết số mấy. Quay đầu kia coi, ngược lại coi, ngược lại không thấy số đó. Bà con thấy không, đó số 1 đi đó, số rất là rõ luôn bà con. Số mấy anh tài đọc sinh số, số mấy để mình xem một lượt rồi để mình sẽ quay cho bà con xem nha. Ba mươi sáu nha bà con. Rồi, mình mình thấy 36 nha. Số 3 phía bên đây, rồi số 6 nhỏ phía bên đây. 36 nha. Còn bà con rồi. Đây đây. Khoan, mình chưa có lấy nét nữa. 36. Khoan, thì anh sinh số là lập, tài lập sinh số là số mấy? 36. Thấy số 36 không? Tôi chưa có thấy nha. Nè, góc của trai góc này mới thấy nè. 36. Rồi. 36 thấy không? Rồi tới anh em nào thấy số gì thì comment phía bên dưới cho bà con đánh nha anh em. Rõ nha. Mình thì rồi. Mình không có chắc là số mấy đó. Nhìn có hình thể mà chọc tay vô khỏi áo nét đấy. Số mấy? 36 nha bà con. Mình thì mình thấy 36 nha. Còn bạn nào nếu mà thấy số rõ hơn thì hãy comment phía bên dưới cho bà con nào có may mắn thì đánh nha. Đây đưa đây tới tôi, tôi coi anh tài đọc sinh số này anh số mấy. 36 nha bà con. Đây quay qua đây coi. Đó là cái may mắn của mỗi người thì tôi thấy số nhưng không biết số mấy, như anh tài đọc số nó là số 36. Đó là cái duyên của mọi người thôi nha. Mọi người nhìn ra số mấy thì bà con nhìn được nha. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý. Ba mươi sáu nha con.